À, những động vật nguyên sinh các em đã học bao gồm như là trùng roi xanh nè, tập đoàn trùng roi, trùng điển hình và trùng dày. Tất cả những đại diện này có đời sống là sống tự do ở ngoài môi trường. Thì trong khoảng 40.000 loài động vật nguyên sinh đã biết, có khoảng 1 phần 5 là sống ký sinh và gây nhiều bệnh nguy hiểm cho động vật và cả con người. Như là bệnh cầu trùng ở thỏ nè, bệnh ị chạy ở ong mật nè, bệnh tầm gai hay là bệnh ngủ châu Phi xảy ra ở người, vân vân. Ở nước ta thì hai đối tượng gây bệnh nguy hiểm cho con người đó chính là trùng thiết lỵ và trùng sốt rét. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu hai loại trùng thiết lỵ và trùng sốt rét nè. Đầu tiên trùng thiết lỵ ha, các em hãy mở sách giáo khoa trang 23 quan sát hình 6.1. Đây mấy em, đây là bào sát của trùng thiết lỵ khi ở ngoài môi trường. Khi ngoài môi trường thì nó kết thành bào sát, bên ngoài có cái lớp vỏ bao bọc ha. Khi có cơ hội vào trong ruột của người thì trùng thiết lỵ sẽ chui ra khỏi bào sát và nó sẽ bám vào trong thành ruột của con người. Em có biết rằng là khi mà mắc bệnh thiết lỵ thì mỗi bệnh nhân trung bình thải ra tới 300 triệu bào sát trùng thiết lỵ mỗi ngày. Thì ở ngoài tự nhiên, bào sát tồn tại được khoảng 9 tháng và có thể bám vào cơ thể của ruồi nè, nhặng nè để truyền qua thức ăn và gây bệnh cho nhiều người khác. Như vậy thì trùng thiết lỵ xâm nhập được vào trong cơ thể của con người đó là qua con đường ăn uống hay là qua ống tiêu hóa của người ha. Các em hãy quan sát kỹ hình 6.2 kết hợp với thông tin ở trang 23. Thì sau khi mà bào sát trùng thiết lỵ vào trong ruột của người thì chúng sẽ chui ra khỏi bào sát nè và ký sinh ở đấy. Chúng gây ra các vết loét ở niêm mạc ruột, có nghĩa là nó làm cho thành ruột của người bị tổn thương, bị chảy máu nè. Thì lúc đó trùng thiết lỵ nó sẽ làm gì? Nó sẽ nuốt lấy hồng cầu trong thành ruột của người. Được chưa nè? Như vậy thì bệnh người mà mắc bệnh kiết lỵ thì có những triệu chứng như là đau bụng nè, đi ngoài trong phân có lẫn máu và chất nhầy giống như nước mũi vậy mấy em. Vậy khi đã tìm hiểu rõ về nguyên nhân bị nhiễm bệnh kiết lỵ, chúng ta hãy đề ra biện pháp phòng bệnh đó là gì nè? Có 3 biện pháp cơ bản nhất đó là ăn uống hợp vệ sinh. Thế nào là ăn uống hợp vệ sinh? Rửa tay trước khi ăn nè, hay là sau khi đi vệ sinh nè, ăn chín uống sôi, đậy kỹ thức ăn, vân vân. Xử lý phân hợp lý, ha. Giữ vệ sinh môi trường nơi ở thật là sạch sẽ. Thì tất cả những cái hành động này đều giúp ích cho việc chúng ta phòng bệnh kiết lỵ, ha. Đây là nội dung chính, các em hãy ghi vào trong vở của mình. Chúng ta chuyển sang tìm hiểu về trùng sốt rét. Sau đây cô sẽ giới thiệu cho các em vòng đời ký sinh của trùng sốt rét diễn ra như thế nào nhé. Các em hãy theo dõi. Đây là một con muỗi Anopheles mang mầm bệnh sốt rét. Nó đi đốt phải một người nào đó. Thì ký sinh trùng sốt rét này sẽ được truyền vào trong máu của người. Và khi vào trong máu của người thì chúng sẽ di chuyển đến gan nè để sinh trưởng. Thì trong đó một số loài có thể là ngủ yên trong vòng 1 năm hoặc là có loài sau vài ngày. Thì ký sinh trùng sốt rét này đã trưởng thành và rời gan để xâm nhập vào trong máu của người và bắt đầu lây nhiễm vào các tế bào hồng cầu. Thì thường trong vòng 48 giờ cho đến 72 giờ thì nó sẽ làm cho các tế bào hồng cầu này bị vỡ ra, thì nó lúc này nó sẽ gây bệnh rất là nguy hiểm, nó gây nguy hiểm đến cho con người. Và tiếp theo nữa là gì? Một con muỗi Anopheles khác nó đi hút máu của người bị sốt rét, thì lúc này bản thân con muỗi đã mang ký sinh trùng sốt rét và nó lại truyền cái bệnh sốt rét này cho người khỏe mạnh thông qua cái việc là nó đi hút máu của những người tiếp theo sau đó. Đây là toàn bộ cái vòng đời ký sinh của trùng sốt rét. Như vậy thông qua đây thì chúng ta thấy được điều gì nè? Trùng sốt rét là do muỗi Anopheles truyền vào trong máu người. Đúng chưa nào? Và trùng sốt rét ký sinh ở hai vật chủ, đó là trong muỗi Anopheles
thì ở mũi Anophen nó ký sinh trong thành ruột và tuyến nước bọt của con mũi Anophen. Ký sinh cái vật chủ thứ hai đó là trong máu của người. Đấy ha. Trong cơ thể của mũi Anophen, các em biết rằng là trùng sốt rét nó sẽ sinh sản hữu tính, vừa làm tăng số lượng vừa làm tăng sức sống để trở thành tác nhân gây bệnh nguy hiểm cho con người. Các em hãy ghi nội dung chính này vào trong vở của mình. Chúng ta chuyển sang phần 2 nhé các em. Trong máu của người thì trùng sốt rét nó sinh sản như thế nào mà nó gây tác hại rất là nguy hiểm cho con người? Chúng ta cùng tìm hiểu nhé. Đây. Trùng sốt rét là do mũi Anophen truyền vào máu người đúng không? Đây. Như vậy làm thế nào để chúng ta phân biệt giữa mũi Anophen và mũi thường nè? Thì thông thường á, mũi Anophen thường nó sinh sống tại vùng nước ngọt và đặc biệt là ở vùng núi em. Ha. Chiều dài của vòi của nó hầu như là gần bằng với chiều dài của thân. Bụng của nó thì nhỏ và một cái đặc điểm nữa là trên cánh của nó có các vảy màu đen trắng nè. Và khi đốt thì thường nó đậu chết một góc từ 50 đến 90 độ so với giá thể. Nó hoạt động thường vào buổi tối sau khi mặt trời lặn cho đến lúc mặt trời mọc. Và chúng đậu trong nhà khoảng là vài giờ sau khi hút máu. Và sau đó thì nó sẽ bay và trú ngụ ở trong các bụi rậm, những cái khe kẽ ở bóng tối ha. Trong máu của người thì trùng sốt rét sinh sản như thế nào mà nó gây cái tác hại rất là nghiêm trọng đến sức khỏe của con người? Các em hãy mở sách trang 24 nè, quan sát kỹ hình 6.4. Đây các em, giai đoạn đầu tiên đó là mới biết rằng là trong máu người á, thì có rất nhiều thành phần, trong đó có hồng cầu. Thì hồng cầu có vai trò rất là quan trọng, đó là nó vận chuyển oxy để đi nuôi các tế bào trong cơ thể. Thì khi mà trùng sốt rét nó xâm nhập vào trong máu của người, nó sẽ tìm đến cái hồng cầu đó, chui vào trong hồng cầu để ký sinh. Và sau khi mà nó chui vào trong hồng cầu, nó sẽ làm gì? Nó sẽ sử dụng hết chất nguyên sinh trong hồng cầu và sinh sản vô tính để cho ra nhiều cá thể mới. Nó ký sinh rất là sâu sắc nhé. Sau đó thì chúng sẽ phá vỡ hàng loạt hồng cầu để chui ra ngoài máu. Thì khi nó phá vỡ hàng loạt hồng cầu đó chui ra ngoài máu thì nó sẽ làm cho người bệnh lên một cơn sốt. Và sau cơn sốt này thì cái số lượng hồng cầu trong máu của người như thế nào em? Nó sẽ giảm đi, hay nói khác là nó sẽ bị mất đi, bị hủy hoại đi rất là nhiều. Rồi sau khi mà nó tràn ra bên ngoài máu rồi thì mỗi con trùng sốt rét này nó sẽ làm gì? Nó lại tìm đến một cái hồng cầu mới khác để nó tiếp tục ký sinh trong đó, tiếp tục vòng đời hủy hoại hồng cầu. Thấy chưa nào? Đó. Thì khi mà nó chui là ngược lại vào trong hồng cầu mới thì lúc này người bệnh sẽ hết sốt. Nhưng mà theo mấy em thì người bệnh đã khỏe mạnh chưa mấy em? Tức là hết sốt là hết bệnh chưa? Chưa đúng không nào? Thì khi mà một cơn sốt lần thứ hai nữa thì người bệnh, cái số lượng hồng cầu bị phá hủy như thế nào? Sẽ tăng lên rất nhiều lần so với cái lần đầu tiên, đúng chưa nào? Đó. Em có biết rằng là khi mà trùng sốt rét ký sinh trong máu người á, do chu trình sinh sản của các cá thể là nó đồng loạt như nhau, cho nên là sau khi sinh sản thì chúng cùng phá vỡ hàng loạt hồng cầu cùng một lúc, tức là có thể nói lên hàng tỷ hồng cầu, gây cho người bệnh hội chứng đó là lên một cơn sốt rét. Trùng sốt rét cách nhật có chu kỳ sinh sản là 48 giờ. Bên cạnh đó có loài trùng sốt rét nhiệt đới hay còn gọi là trùng sốt rét ác tính có chu kỳ sinh sản ngắn hơn, đó là 24 giờ. Như vậy hai con số 48 giờ và 24 giờ các em lưu ý cho cô con số này. Đây là loài sốt rét gây nguy hiểm nhất đến tính mạng của con người hơn. Vì sao? Các em có biết vì sao không? Là bởi vì chu trình sinh sản của nó ngắn, đồng nghĩa với việc là số lượng hồng cầu của người bệnh á sẽ bị hủy hoại nhanh và nhiều hơn trong cùng khoảng thời gian so với loài trùng sốt rét khác. Đấy ha. Rồi, triệu chứng của người bệnh sốt rét đó là gì? Đây là tất cả các triệu chứng. Đầu tiên đó là sốt em, toàn thân rất là sốt. Da thì như thế nào? Ớn lạnh, toát mồ hôi nè, ho khan nè,
lách thì to, dạ dày thì ở đây có hiện tượng là nôn ói ha, rồi cơ thì đau mỏi nè, rồi đau đầu. Đấy là những triệu chứng của bệnh sốt rét. Các em biết rằng ngày sốt rét thế giới, viết tắt đó là WMD ha, được Tổ chức Y tế Thế giới, đó là WHO tổ chức hàng năm vào ngày 25 tháng 4 với nỗ lực toàn cầu là gì? Nhằm phòng chống và đẩy lùi căn bệnh sốt rét nguy hiểm này. Các em nhớ đó là ngày 25 tháng 4, đó là ngày sốt rét thế giới nhé. Như vậy thì biện pháp phòng bệnh sốt rét đó là gì? Khi phát hiện mình bị mắc bệnh thì chúng ta không tự ý điều trị tại nhà nhé, mà phải đến bệnh viện điều trị, bởi vì bệnh này gây nguy hiểm đến tính mạng của con người. Và đây là bốn biện pháp để phòng bệnh chủ yếu, đó là chúng ta phải diệt mũi Anofen nè bằng nhiều cách khác nhau, như là dùng thuốc diệt côn trùng, diệt bọ gậy. Diệt bọ gậy có nghĩa là không có tạo điều kiện cho mũi nó đẻ trứng để nó phát triển thành bọ gậy, nó nở thành mũi Anofen, đúng chứ nào, bằng cách là không để ao tù nước đọng quanh nhà, gần nhà, vân vân. Ngăn chặn mũi đốt bằng cách là gì? Mặc quần dài, áo dài tay, nhất là những vùng có đang có dịch bệnh ha. Và vệ sinh môi trường nơi ở phải thông thoáng ha, thì không có nơi để cho mũi nó trú ngụ ở đó. Đó là một số cái biện pháp phòng bệnh. Đây các em hãy ghi tiếp nội dung trong cái phần trùng sốt rét vào trong vở của mình. Chúng ta chuyển sang phần cuối cùng của bài, đó là tìm hiểu bệnh sốt rét ở nước ta như thế nào. Trước cách mạng tháng 8 thì bệnh sốt rét ở nước ta rất là trầm trọng. Nhờ kế hoạch xóa bỏ bệnh sốt rét do Viện Sốt rét Côn trùng và Ký sinh trùng chủ trì thì căn bệnh nguy hiểm này đã được đẩy lùi dần. Dù thỉnh thoảng vẫn còn bộc phát ở một số vùng, như là ở đâu? Bệnh sốt rét phát triển cao vào mùa mưa nè, ở các tỉnh rừng núi miền Bắc đầu và cuối mùa mưa, hay là ở các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ trong suốt mùa mưa. Vì sao bệnh sốt rét hay xảy ra ở vùng núi nè? Vì ở miền núi là nơi sống của loại muỗi Anofen nè. Điều kiện hiểu biết nè, khả năng tiếp cận, điều kiện y tế gặp nhiều khó khăn hơn. Và môi trường vệ sinh không đảm bảo cũng là cái điều kiện tạo cơ hội để cho bệnh sốt rét lây truyền nhanh ở vùng núi. Đấy ha. Em ghi nội dung cuối cùng vào trong vở của mình. Như vậy bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô mến chào tất cả các em.